mất mẹ rồi mới hối hận. Câu chuyện cảm động lấy đi nước mắt hàng triệu người. Quý vị thân mến, cha mẹ luôn là những cây cao bóng cả, che mát suốt cuộc đời cho mỗi người con. Nhưng ít ai có thể nhận ra được rằng mỗi ngày qua đi là một ngày khoảng thời gian chúng ta được ở bên đấng sinh thành đang dần ngắn lại. Những cây lớn ấy mỗi ngày rụng dần đi những chiếc lá, chỉ đến khi lá trên cây đã rụng gần hết, thậm chí chẳng còn chiếc lá nào để rụng xuống nữa, con người ta mới giật mình nhìn lại, để rồi ai đó sẽ thấy ăn năn. Ai đó sẽ thấy nghẹn ngào, nuối tiếc vì bỏ lỡ những ngày tháng mình còn có thể sống tốt hơn, ở gần và làm nhiều điều cho cha mẹ mình hơn. Giờ thì chẳng còn cơ hội nữa rồi. Bao nhiêu tiền bạc của cải, bao nhiêu ăn năn hối lỗi khi ấy có mua lại được cho mẹ cha? Hãy cùng chương trình lắng nghe và chiêm nghiệm những câu chuyện sau đây quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, hờn trách mẹ chồng quá khắt khe, đến lúc bà qua đời, con dâu lại hối hận. Suốt chặng đường 10 năm làm dâu của Mai, mỗi ngày đều phải đối diện với ác mộng mang tên mẹ chồng. Vốn dĩ là người hiền lành, chịu khó, tôi không ngần ngại bất kỳ công việc gì nơi nhà chồng. Nhưng ở cùng mẹ chồng, dẫu có làm gì cũng không vừa lòng bà. Nhiều lúc Mai thầm nghĩ, mình có là người giúp việc trong nhà thì hàng tháng còn có lương, còn được tôn trọng, khen ngợi khi làm tốt công việc. Đằng này ấm ức đủ bề. Bố chồng Mai mất từ lâu, còn mẹ chồng trước đây xuất thân cũng từng là gia đình khó khăn, chịu cảnh làm dâu nhiều năm trời nên cũng bị ảnh hưởng bởi những tư duy cũ đó. Đó là cổ hủ o ép con dâu, coi con dâu là người phục tùng trong cả gia đình mà không được quyền tham gia ý kiến hay thậm chí là kêu than về chuyện gia đình. Mẹ chồng Mai từng tuyên bố, dù có nhiều tiền đi chăng nữa vẫn không được ra ngoài ở riêng, phải phục tùng chăm sóc mẹ chồng cho đến khi mất. Mai cay đắng nhận ra rằng không biết đến khi nào mới được ở riêng, được tự do trong cuộc sống để tôi có thời gian được đi chơi, được chăm sóc chồng con thoải mái theo ý mình. Cứ nghĩ đến việc làm gì cũng phải xin phép, phải hỏi ý kiến mẹ chồng, đồng ý mới được làm. Mai dùng mình sợ hãi, trong khi bạn bè của Mai, những người ở riêng, họ rất mãn nguyện và còn tỏ vẻ thương hại tôi. Khắt khe với con dâu đã đành, mẹ chồng Mai còn bắt Mai và chồng phải chi tiêu tiết kiệm, không được mua đồ đắt tiền. Nếu hàng tháng có dư tiền tiêu thì gửi cho mẹ chồng Mai để bà chi tiêu quán xuyến việc nhà. Chỉ bao giờ công ty có thưởng, Mai mới dám dùng tiền đó để mua quần áo, mỹ phẩm cho riêng mình. Thậm chí còn phải nói dối là quà tặng của các chị em trong công ty. Những ngày mẹ chồng Mai lâm bệnh nặng, Mai cũng rất thương bà, cố gắng tận tình chăm sóc ở bên cạnh bà. Điều vợ chồng Mai không mong muốn cuối cùng đã xảy ra. Mẹ chồng Mai qua đời, Mai không còn bị o ép nữa, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn mẹ chồng luôn ở bên con cháu. Mai cũng đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ, bỏ qua mọi hờn tủi, thầm trách trong mỗi lần bị mẹ chồng xét nét mắng mỏ. Đến ngày cúng 49 ngày mẹ chồng Mai mất, trong lúc gia đình họ hàng đầy đủ, bác trưởng họ mới có ý kiến và đưa ra một túi sách to và nói rằng đây là kỷ vật mẹ chồng Mai để lại. Trước khi mất, có nhờ bác trưởng họ giữ hộ, đợi khi mọi người nguôi ngoai nỗi buồn mới mang ra công bố di chúc. Bác trưởng họ đọc đến phần mẹ chồng viết cho tôi. Mẹ xin lỗi con dâu, lâu nay đã khó tính, hà khắc với con. Mẹ chỉ muốn sau này con là người vợ đảm, người con dâu chu toàn với nhà chồng, nên mới làm vậy. Đến bây giờ, mẹ hoàn toàn yên lòng khi thấy con dâu của mình sống hết lòng vì nhà chồng, đảm đang tháo vát.
mẹ tiết kiệm được 1 tỷ là tiền của con, là chủ yếu hàng tháng mẹ đều giữ lại cho con. Cả số vàng mẹ giành được từ hồi trẻ đến giờ, mẹ gửi gắm cho con dâu cùng chồng xây lại nhà, lo liệu cho các con học tập sau này. Mai òa khóc, ôm chặt những kỷ vật của mẹ chồng để lại. Không phải vì số tiền vàng nhiều mà đến giờ mới cảm nhận được tình cảm thật sự của mẹ chồng dành cho mình. Mai chỉ mong mẹ chồng còn sống và hối hận vì đã nhiều lần ấm ức nên thầm trách, còn đi kể xấu mẹ chồng. Mai đâu biết rằng mẹ chồng tôi đã luôn dạy dỗ, còn lo liệu cho tôi và chồng sau này nữa. Mai biết ơn mẹ chồng tôi nhiều lắm. Thật may, Mai chưa lần nào cãi cọ, chống đối mẹ chồng. Nếu không, giờ Mai sẽ sống ra sao khi đã vô ơn với mẹ chồng. Câu chuyện thứ hai, chúng tôi ân hận vì chuyện tranh đất cát để mẹ uất ức mà đi. Bố mẹ tôi lấy nhau từ năm 19 tuổi, đẻ được 4 người con, anh cả, anh hai, chị ba và tôi là út. Thuở bé gia đình tôi thuộc diện cận nghèo, bố mẹ đều làm nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chúng tôi vì thế mà cũng quen với cuộc sống cơ cực. Đứa nào cũng biết việc đồng áng, việc gia đình. Không có điều kiện nên anh cả tôi học hết cấp 1 thì bỏ, lẽo đẽo theo mẹ ra đồng bắt tôm, bắt cua cá mang ra chợ bán. Anh hai và chị ba thì một người học hết lớp 6, một người học hết cấp 2, cũng đi làm linh tinh vài năm, rồi sau đó xin vào làm công nhân cho một nhà máy gần nhà. Đến lúc mẹ đẻ tôi thì gia đình có khá hơn một chút, nên tôi được bố mẹ và anh chị em hùn tiền cho vào học hết đại học. Ngày còn bé, tuy cuộc sống đầy khó khăn, nhưng tôi thấy gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ, hòa thuận. Bốn anh chị em tôi đôi lúc có chí chóe nhau, nhưng chẳng bao giờ để bố mẹ phải buồn phiền. Cuộc sống ngày thơ ấu nghèo khó, nhưng hạnh phúc rồi cũng qua đi. Cho đến ngày chúng tôi đến tuổi dựng vợ gả chồng, anh cả với anh hai dù ít học nhưng lại va vấp với đời từ sớm nên cũng dư giả đôi chút. Anh cả được bố mẹ cho mảnh đất bên cạnh và một tay dựng nên căn nhà 2 tầng khang trang. Anh hai thì ở nhà bên vợ, do chị dâu là con một, nhà vợ cũng rộng rãi, lại neo người. Còn chị ba thì lấy chồng cách nhà 2 cây số. Lúc anh chị đã yên bề gia thất, con cái đề huề, thì tôi mới học xong đại học nông nghiệp. Khi tôi vừa tốt nghiệp, thì bố cũng qua đời do cơn đột quỵ. Vậy là sau một năm đi làm trên thành phố, tôi quyết định trở về quê để tập trung cho ước mơ nông nghiệp sạch. Một phần là để gần gũi anh chị em và ở bên mẹ lúc tuổi già. Từ ngày bố mất, tôi thấy mẹ buồn hẳn. Trước đây, mẹ là người xông xáo và hoạt bát. Nhưng từ dạo đó, tôi bắt gặp nhiều lần mẹ thất thần. Có khi cả buổi chiều cứ thơ thẩn ở sân, rồi ra ngõ ngóng chờ. Ngày xưa mẹ vẫn mong bố đi làm về như vậy. Tôi đang sống cùng mẹ ở căn nhà mà bố mẹ xây những năm 2010. Anh hai thì ở nhờ nhà vợ nên mẹ không tiện sang. Anh cả thì vợ tắc oai tắc quái nên mẹ tôi cũng không sống cùng được. Nhiều lúc mẹ cũng khuyên tôi lấy vợ, nhưng tôi đều lắc đầu cho qua vì muốn tập trung cho sự nghiệp. Tôi đi làm tối ngày nên hầu như ở nhà chỉ có mình mẹ. Có thể vì thế mà mẹ càng đau buồn hơn nên sức khỏe ngày một sa sút. Chắc là mẹ dự cảm không lành nên buổi chiều hôm đó đã gọi đông đủ con cái để tính chuyện chia đất, chia cát. Mẹ già rồi lại nghèo khó, cũng chẳng có gì cho các con, chỉ có căn nhà hiện tại và mảnh đất sau lưng. Nay mẹ tính nhà này sẽ cho chú út để mai mốt lấy vợ.
còn mảnh kia sẽ đem bán rồi chia cho thằng cả và thằng hai. Thằng cả nhường phần thằng hai vì trước mẹ đã cho đất để xây nhà rồi. Còn cái ba đi lấy chồng rồi thì mẹ cho hai cây vàng mà lấy vốn làm ăn. Gia đình đang hòa thuận, bỗng chốc vì ý định chia đất cát của mẹ mà châm lên ngọn lửa mâu thuẫn. Ai nấy đều trách móc, nói ra những lời uất hận và cam chịu trong lòng. Không ai nhường ai phần hơn. Anh cả thì đòi căn nhà hiện tại để làm nhà thờ tổ. Do nhà tôi là trường chi, sau này sẽ tập trung cúng bái và dỗ chạp ở đây. Chị ba thì đòi mẹ phải chia mảnh đất làm ba, mỗi anh em một phần, không hơn không kém. Vì theo chị, con nào cũng là con. Còn anh hai, tuy không phản pháo mạnh mẽ, nhưng tôi biết anh tị nạnh với tôi vì không được chia nhà, phải đi ở rể. Lúc đầu tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng sau tôi thấy anh chị quá vô lý. Đã có nhà cửa đề huề rồi còn vào tranh giành với em út, nên tôi cũng gân cổ lên để đòi quyền lợi cho mình. Từ đó anh chị em tôi tranh cãi suốt một thời gian dài, thậm chí còn không nhìn mặt nhau. Mẹ đã không khỏe, nay lại vì chuyện của chúng tôi mà sinh thêm bệnh. Trong cuộc họp gia đình gần nhất, bốn đứa con không đứa nào nhường đứa nào, khiến mẹ tôi uất ức. Tao vẫn còn sống sờ sờ mà bốn anh em chúng mày không coi lời mẹ ra gì. Chúng mày muốn tao chết nhanh hơn phải không? Ấy thế mà sau câu nói đấy, bệnh của mẹ ngày một nặng hơn. Chỉ 2 tháng sau thì mẹ qua đời. Thậm chí lúc đưa mẹ vào phòng cấp cứu, chúng tôi vẫn hồn nhiên mà tranh cãi về chuyện chia đất cát. Đến khi bác sĩ thông báo mẹ qua đời vì suy nhược thần kinh và uất ức tâm lý kéo dài, mới khiến chúng tôi bừng tỉnh. Chúng tôi cứ tưởng mẹ chỉ vào cấp cứu như mọi khi, đợi phục hồi xong sẽ quay về nhà. Nhưng không thể ngờ đây là lần cuối gặp mẹ. Đến khi mẹ mất, dù chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng tôi và anh chị đều vun vào để lo hậu sự cho mẹ được tươm tất. Sau khi cúng 7 ngày cho mẹ xong, anh cả đã đề nghị giỗ 49 ngày của mẹ, tới đây sẽ làm lễ để rước mẹ sang bên nhà cho dễ bề thờ cúng. Còn chuyện đất cát, chúng tôi đã làm theo đúng như dự định ban đầu của mẹ. Hy vọng rằng ở dưới suối vàng, bố mẹ sẽ nhắm mắt xuôi tay mà tha thứ cho bốn đứa con bất hiếu này. Quý vị ạ, cha mẹ vẫn luôn cố gắng làm lụng, cả một đời chịu bao vất vả. Không chỉ vất vả trong công việc, vất vả cả trong việc chăm sóc con từ thuở ấu thơ. Khi con cất tiếng khóc là người làm cha làm mẹ đã phải suy nghĩ, chuẩn bị cho đứa con một tuổi thơ vui vẻ, thoải mái, lo cho con một tương lai rộng mở. Không chỉ vậy, cha mẹ làm tất cả mọi việc chỉ mong con thành đạt để tự lo cho cuộc sống của mình sau này. Khi không còn cha mẹ ở bên, sự hy sinh bao la đó mà cha mẹ chưa một lần than vãn, kể khổ sở, dù có khổ đến mấy, nhưng trước mặt những đứa con của mình, cha mẹ luôn mỉm cười thật tươi. Ngoài kia khó khăn đi chăng nữa, nhưng cha mẹ nhìn thấy những đứa con luôn khỏe mạnh, sống hạnh phúc, thì khó khăn có bao nhiêu cha mẹ cũng vượt qua được. Cho nên cha mẹ còn sống, chúng ta phải thật yêu thương và chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau, quý vị nhé. Câu chuyện thứ 3, lúc hấp hối mẹ thổ lộ bí mật này khiến tôi không xuất hiện trong đám tang mà phải dọn khỏi nhà ngay lập tức. Từ nhỏ tôi đã không có bố, tôi là con của người mẹ đơn thân. Mẹ một mình ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Mãi cho đến năm tôi học lớp 10, mẹ mới lấy chồng. Dượng là người tốt, yêu thương mẹ và tôi vô điều kiện. 2 năm sau, mẹ mới sinh em bé. Có em tôi mừng lắm.
tôi đã mong chờ một đứa em từ rất lâu rồi. Khi mẹ có gia đình mới, tôi bắt đầu thời gian đi học đại học, bắt đầu cuộc sống tự lập. Không có mẹ ở bên, tôi học cách trưởng thành, tự lo cho bản thân. Mọi thứ rồi cũng ổn, tôi cũng có sự nghiệp và gia đình riêng của mình. Có con rồi, tôi mới hiểu những năm tháng mẹ một mình nuôi tôi vất vả như thế nào. Cũng vì thế, tôi luôn muốn cho bố mẹ cuộc sống sung túc an nhàn mà báo hiếu mẹ tốt nhất có thể. Khi tôi càng lớn, mẹ tôi lại càng già đi. Ngày tôi biết tin mẹ bị bệnh hiểm nghèo, tôi sốc toàn tập. Tôi luôn sợ mất mẹ mà nghỉ việc ở viện chăm mẹ. Cho mẹ những tháng ngày cuối đời hạnh phúc vui vẻ nhất. Cả đời mẹ vất vả vì tôi rồi, giờ đến lúc tôi phải phụng dưỡng mẹ, cùng dưỡng lo cho đứa em nhỏ còn thơ dại kia. Dù biết trước mẹ sẽ không ở bên chúng tôi lâu được, vậy mà ngày tôi sợ hãi nhất cũng đến. Mẹ yếu, lúc chút hơi thở cuối cùng, bà gọi tôi vào ghé sát tai tiết lộ bí mật động trời. Đến giờ tôi vẫn chưa tin được. Mẹ bảo: "Con không phải con mẹ, con là đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng, mẹ nhặt về nuôi." Tôi hoang mang cho rằng mẹ nói dối mình. Mẹ lắc đầu nói muốn cho tôi biết sự thật trước khi qua đời. Mẹ thương tôi như con đẻ của bà. Mẹ mất, tôi như kẻ hóa điên, sốc đến tột độ. Mẹ mất, tôi như kẻ hóa điên, sốc đến tột độ. Ngày lo hậu sự cho mẹ, tôi không dám xuất hiện ở đó, chịu tang mẹ mà bỏ đi uống rượu. Tôi không dám đối diện với sự thật nghiệt ngã này. Tôi chỉ là đứa con bị bỏ rơi, được mẹ thương tình nhặt về nuôi như thế sao? Ai cũng trách tôi bất hiếu, không có trách nhiệm với mẹ. Tôi biết làm như thế là không đúng, nhưng không thể đối diện với mẹ được. Tôi sợ, sợ sự thật này. Áp lực từ bản thân, từ gia đình, họ hàng khiến tôi mệt mỏi, chán nản vô cùng. Tôi trở về nhà thu dọn đồ đạc, đưa vợ con ra ngoài ở. Tôi xin phép dượng được thi thoảng về hương khói cho mẹ. Với tôi, mẹ vẫn là tất cả. Tôi mang ơn mẹ suốt đời, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Tự nhiên tôi thấy bản thân mình hèn quá. Tôi đã rất tự hào khi là con mẹ. Có người mẹ vĩ đại luôn yêu thương tôi hết lòng như thế. Nhưng bây giờ tôi như rơi vào tuyệt vọng, chán nản. Giá như mẹ không nói, không cho tôi biết sự thật, thì mọi thứ sẽ tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Tôi là đứa trẻ đến bố mẹ ruột của mình là ai mà chẳng biết. Họ cũng chưa từng về đây tìm tôi. Tôi có phải là người con tệ bạc, bất hiếu khi không lo cho mẹ lúc nhắm mắt xuôi tay không? Tôi thấy bản thân mình vô dụng quá. Câu chuyện thứ tư. Ngày mẹ chồng mất, tôi mới thấy mình tồi tệ đến thế nào. Tôi lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học xong. Những ngày chuẩn bị cưới, mẹ tôi dặn dò rất nhiều, không muốn tôi thua thiệt bất cứ ai. Vì thế, ngay sau khi cưới, nghe lời mẹ, tôi đã định lấy hết số vàng đem về ngoại gửi. Còn tiền đám cưới dư, tôi cũng thẳng thừng xin mẹ chồng cho chúng tôi lấy vốn làm ăn. Thế nhưng mẹ chồng không đồng ý. Bà nói rằng có thể cho chúng tôi số tiền mừng dư tầm 20-30 triệu, còn vàng cưới thì nhất định phải để bà giữ, vì sợ chúng tôi cầm trong người sẽ mất. Tôi bực tức lắm, cũng lời qua tiếng lại vài câu, nhưng nghĩ mình là dâu mới, thành ra tôi nhịn. Đêm tân hôn, tôi hậm hực cằn nhằn với chồng rằng mẹ anh ích kỷ tham lam. Chồng tôi rất giận, nhưng vốn rất chiều tôi, nên anh kéo tôi vào lòng, giải thích rằng mẹ chồng tôi là người rất cẩn thận và lo xa nên mới giữ giùm. Đợi hai đứa ổn định nhà cửa
về nhà mới một thời gian, không lo trộm cắp thì bà sẽ giao lại ngay. Tôi tạm yên tâm dù lòng vẫn còn rất nhiều khó chịu. Về ở với chồng được một thời gian thì mẹ chồng tôi bệnh nặng, bố chồng tôi mất sớm. Nhà chỉ có mình anh là con trai nên đương nhiên chuyện chăm lo cho bà thuộc về vợ chồng tôi. Những ngày đầu nghe tin bà chuẩn bị lên, tôi như ngồi trên đống lửa. Tự nhiên hai vợ chồng trẻ đang thoải mái tự do, bỗng nhiên lại có bà, cuộc sống sẽ đảo lộn hết. Nhưng biết sao được, tôi phải làm tròn trách nhiệm. Lên ở với chúng tôi, bà không phải lam lũ chợ búa bán rau trái nên khỏe hẳn lên. Chỉ còn bệnh của tuổi già, đau lưng mất ngủ nên tôi cũng đỡ. Bà sẵn tính chăm chỉ hay làm nên có bà nhà cửa sạch tinh tươm. Tôi chỉ việc đi làm, chiều về đã có sẵn cơm. Có điều vì có mẹ nên hầu như chúng tôi không đi ăn ngoài nữa. Hôm nào tan sở cùng chồng cũng chở tôi đi một mạch về nhà. Anh bảo về ăn cơm với mẹ cho vui. Sau này tôi sinh em bé cũng nhờ có bà nên đỡ được chút mệt mỏi. Cứ nghe cháu khóc là bà không nề hà sang phòng ẵm giúp, thúc tôi tranh thủ ngủ để bà trông giúp. Vậy mà vui vẻ chưa được bao lâu thì lại có chuyện. Hôm đó vợ chồng tôi có tiệc cưới của bạn nên để cu Bin ở nhà cho bà trông. Bin mới 6 tháng, bắt đầu ăn dặm sơ sơ. Tôi dặn bà chỉ cần cho cháu uống sữa, không phải cho ăn gì đâu. Bà cũng ừ, nhưng ở nhà lúc bà ăn cháo, thấy cháu hóng chuyện vui vui nên mớm vài thìa. Khi tôi về bà cũng vui vẻ khoe, tôi không nói gì. Nhưng đến tối chuẩn bị đi ngủ thì con bỗng thở khó, tím tái. Tôi cùng chồng hốt hoảng đưa con đi viện, bà cũng đi theo. Lúc đó tôi đã dùng những lời lẽ nặng nề nhất để nói với bà. Tôi đổ thừa do những thìa cháo, do bà thiếu hiểu biết, bà không biết nghe lời. Quá xót con đã khiến tôi như phát điên. Tối hôm đó tôi đứng ngoài hành lang bệnh viện, nói những lời trách móc chồng, đòi chồng phải cho bà về quê. Bà cũng nghe thấy rõ những lời đó, vậy nên bà lặng lẽ về. Chồng tôi thì đang lo sốt vó chuyện cu Bin nên cũng rối bời, chẳng để ý được những lời cay nghiệt mà tôi đã nói. Mẹ chồng tôi tự ra ngoài bắt xe ôm về, dù tôi biết bà vừa đi vừa khóc vì lo cho cháu nhỏ. Bà về nhà gom quần áo vào chiếc túi nhỏ, định đi thì lại vấp vào cầu thang ngã bất tỉnh. Vì sức khỏe vốn yếu nên bà nằm trên sàn nhà mà không thể gọi cho ai. Khi chồng tôi về phát hiện ra đưa đi viện thì bà đã quá yếu do chấn thương vùng đầu. Bác sĩ nói cả nhà cần chuẩn bị hậu sự. Tôi đứng như trời trồng, không thể nói thêm câu gì nữa. Lời xin lỗi bà lúc ấy thật khó để nói ra. Sáng hôm đó chúng tôi cũng đón cô Bin về. Hóa ra thằng bé bị hóc nên không thở được. Do tôi hay để đồ đạc lung tung nên con đã nuốt nhầm cái nút áo. Vậy mà tôi cứ tưởng bà nội đã cho cháu ăn cháo có vấn đề. Tôi hối hận không nguôi nhưng không thể rút lại những lời mình đã nói. Chiều hôm đó bà bị bệnh viện trả về, chúng tôi bắt đầu tề tựu đông đủ bên bà những giây cuối đời. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chồng mình đã đau khổ như thế nào. Anh khóc hết nước mắt, không tin nổi mình mất mẹ. Sau khi lo hết hậu sự, tôi bước vào phòng ngủ của bà. Trước nay tôi chưa từng bước vào xem bà ăn ở ra sao. Tôi càng nhìn thấy mọi vật lại càng rơi nước mắt. Góc phòng là một thùng mì tôm bà để dành ăn lúc vợ chồng tôi không có nhà. Góc khác là một ít quần áo nhầu nhĩ đã ngả màu. Lẫn lộn trong số đó là hộp kim chỉ và một ít vải đẹp.
Hóa ra bà đã cắt vải để tự may quần áo cho Bin và cho cả tôi nữa. Tôi mở hộp tủ nhỏ thì thấy số vàng cưới được giữ trong một chiếc hộp ngay ngắn. Có một tờ giấy nhỏ, bà ghi rõ mọi thứ cùng một số tiền tiết kiệm gửi cô Hoa hàng xóm dưới quê để cho chúng tôi làm ăn và nuôi dạy con cái. Đó là số tiền bà tích góp được từ những năm tháng bán rau dưới quê. Càng chứng kiến tất cả mọi thứ trong phòng bà, tôi càng cảm thấy mình tồi tệ, đáng khinh và không xứng làm con dâu bà. Những ngày sau đám tang, chồng tôi và tôi không nói chuyện nhiều. Anh nhận ra sự ích kỷ trong con người tôi, nhận ra tôi chính là người gián tiếp khiến mẹ anh gặp tai nạn. Mãi một tuần sau, anh mới nói: "Em có biết những ngày em sinh nở ở cữ, mẹ anh đã làm hết mọi thứ cho em không? Anh bận đi làm đến tối mịt mới về, em thì hồn nhiên ngủ cả ngày. Bà ban ngày trông cháu nên ban đêm mới lọ mọ phụ em giặt cái áo cái quần, chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm sau. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao em có thể tàn nhẫn với bà như vậy." Tôi không thể nói được gì nữa, chỉ biết khóc. Những ngày vắng bà, tôi một mình trông cu Bin, một mình làm hết trăm việc không tên mới hiểu mọi thứ vất vả như thế nào. Chồng tôi thì ngày càng chán nản, anh uống rượu, đi về khuya hơn. Dường như nỗi đau mất mẹ khiến anh đã không bao giờ tha thứ cho tôi nữa rồi.